Sáng nay ngày 28 tháng 5, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương và Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức buổi công bố lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 năm 2019. Lễ hội trái cây năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019 với nhiều hoạt động mới lạ nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ, đồng thời tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh quảng bá giá trị nông sản Nam Bộ. Chợ nổi trái cây diễn ra xuyên suốt 3 tháng hè, được bán với giá rẻ hơn thị trường đến 50%. Qua 14 mùa lễ hội, Suối Tiên đã phục vụ hơn 21.000 tấn trái cây sạch, an toàn, đa dạng chủng loại. Chúng tôi đều có cái đầu tư để có sự đổi mới. Có thể lấy ví dụ như là hội thi nghệ thuật tạo hình từ trái cây. Đây là cái nét văn hóa gắn liền với lại lễ hội suốt 15 năm qua. Thì năm nay kỷ niệm lần thứ 15 thì hội thi sẽ được nâng về quy mô tổ chức với 4 bảng dự thi. Và trong đó có bảng đặc biệt với kích cỡ lớn đến gần 10 mét để nhằm tôn vinh các cái nghệ nhân gắn liền với cái bộ môn nghệ thuật truyền thống vùng đất Nam Bộ này. Và cái hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ thì cũng được chúng tôi chăm chút hơn, và thông qua cái hội thi này sẽ có hoạt động kết nối các nhà vườn với lại các nhà phân phối. Cụ thể nhất là các nhà vườn đã đoạt giải qua các mùa hội thi sẽ được các siêu thị là bao tiêu sản phẩm và sẽ ký kết tại cái lễ hội năm nay. Hoặc có thể nói là những hoạt động gắn liền với môi trường cũng sẽ được chúng tôi phát huy trong cái mùa lễ hội này. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 không chỉ mang đến những sản phẩm sạch, an toàn, tốt cho sức khỏe, mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.